Chào các bạn nha, hôm nay chúng ta quay lại cống bãi cửa các bạn. Và đây là chiếc xà lan đầu tiên qua cống nha. Cống vừa mở nha. Chiếc xà lan này đang đi ra nha các bạn. Từ phía trong đi ra. Rất là đông nha. Hôm nay mình quan sát thấy là ghe dừa đi rất là đông các bạn. Đây là một buổi sáng sớm nha. Á trời, một anh ghe dừa đi hôm nay phải nói là rất là đông. Đây là những chuyến dừa cuối năm nha các bạn, có thể dừa này đưa qua Bến Tre để làm kẹo mứt dừa các bạn, để bán Tết các bạn. Ở đây có một chiếc phà, hôm bữa mình có quay chiếc phà này các bạn. Chiếc phà này đi vô, bây giờ nó đi ra nha. Chiếc phà này đưa các cái khối bê tông nha. Wow, đây xà lan chở nguyên một xà lan dừa luôn. Quá nhộn nhịp luôn. Đây là một trong những cảnh sông nước miền Tây nhộn nhịp bậc nhất khu vực nha các bạn. Cái lưu lượng mà qua cống như vậy là rất là đông nha. Hoa này chở dừa khủng khiếp không. Đây là một chiếc xà lan nổi các bạn. Quá đông. Tiếp tục là ghe dừa nha các bạn. Hôm nay đoàn ghe dừa 20-30 chiếc có.